thử thách ăn mì tương đen khổng lồ. Ngon quá. Này mà đi Hàn Quốc mà kiểu nguyên nhóm bạn không biết ăn gì đó, đùng mua đúng này. Lên nguyên đám ngồi ăn. Yeah. Ngon lắm. Không tệ. Đúng là hay. Wow. Ủa, cái món gì số? Ok, I'm Korean. Cái này mặt cười luôn á. Ơi. Cái gói này 12.300 đồng thì khoảng 250 tiền Việt Nam tập hợp. Nè. 4 gói mì, 8 gói mì. 18 gói. Cái này là mì khô nhưng mà mình lấy nhiều lắm. Kim chi. Phô mai. Mình đảo qua ha. Ok. Chính hả? Thơm phức hít hà. Đây chị biết cách xé cái này. Để em đây. Đây nhá, cái này nó có một cái miếng này này mọi người. Mọi người chỉ cần cầm miếng này mọi người tách ra. Wow. Mình sẽ đặt cái miếng này đây này. Đó. Phô mai cho mình sẽ trộn. Yes. Cho vào sốt ha. Dạ, dạ. Cho bột ớt nhiều nha, cho hết luôn nha. Ai mà ở nhà ha, coi clip này ha, là đi ra ngoài tiệm mua liền mì tương đen về ăn đi. Chứ thèm mà chứ gì. Mọi người thấy bốc khói luôn này. Nhìn cho đẹp ha. Tôi chẳng có nước, thôi kệ đi, nước không luôn. Sao mọi người sẽ nhìn thấy một món ăn siêu đẹp. Siêu đẹp không? Sao mình... Cái này mặt cười luôn á. Trời ơi. Như này mà. Là mặt cười như vậy. Trời ơi. Đúng rồi, ngon, chậm đà. Sao bắt không có cay nữa. Bạn sư sôi ạ? Mạng sư. Mạng sư sôi ạ? Mạng sư sôi ạ? Thế là ngon quá. Nhất định là phải ăn kèm với kim chi và củ cải. Nó đỡ ngán. Đúng rồi, tại vì vị mì đen nó ngọt ngọt. Nó khá là đậm. Nó sẽ như cảm nhận như bóng thế, là có thể là vì bóng quên ăn nhạt á. Nhưng mà khi mà ăn kèm với củ cải thì củ cải nó làm hòa quyện trong bạn. Đúng rồi, nó cân bằng lại thì làm cho cái món mì này mình nó đỡ bị mặn hơn á. Ngon quá. Này mà đi Hàn Quốc mà kiểu nguyên nhóm bạn không biết ăn gì đó, đùng mua đúng này. Lên nguyên đám ngồi ăn. Con nè. Chê cô. Là gì vậy? Là đỉnh nhất số 1. Chê cô. Để nó buồn sao. Thời tiết lạnh lạnh. Ăn một cái mì khổng lồ nó nóng. Thì sữa chuối là một món mà bất cứ ai cũng nên đến thì cũng đều sẽ mua một cốc này để thử. Hà trừ sẽ tham mê. Well, we are mukbang. Excited and I really wanted to see someone eat it. It's that much noodles. Please. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon lắm. Okay. Ham nhâm mà. Đúng là hay. Wow, cái món gì số? Wow. Có kinh nghiệm múc bang chị còn đứa mình đây. I'm okay. I'm Korean. How do you feel? Good. Và sức sôi ạ. Long long. Not spicy. Long long. Yeah. Long long. This is not spicy. It is not spicy. Không cay. Yeah. Thank you. Thank you. Đó là khoa điểm. Khoa điểm and lipid. And lipid. Lipid. When? Bong. Lipong. Hai anh này là kiểu hai chị em tôi là cảm thấy thân nhất ở chuyến hàng này luôn. Đúng rồi. Kiểu dễ thương ấm áp và mọi người có thể lên search kênh của anh là The Two Top. Nào là hai người rất là cao và thật sự hay cao thật luôn á. Kiểu anh là kiểu chơi bóng đá, mọi người là hai người làm content TikTok hay là công việc hiện tại chính luôn vẫn là chơi bóng đá cho nên là rất là cao. Men nhưng mà có bầu rồi. Chai chà. Chúc ngủ ngon. Đúng rồi, nó là chúc ngủ ngon đó.